Luôn xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và gia đình nha. Hôm nay em đi ra săn bắt ong nữa nha mọi người, em đi có một mình à. Đây thằng bạn em nó mệt mỏi nó ở nhà, em đi một mình em đi lên cái khu động này tìm tổ ong nha mọi người. Nếu gặp tổ ong nào mình em sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người hãy đón theo dõi cái clip bắt ong hôm nay của em nha. Rồi, em thủ em đi vòng vòng kiếm tổ ong nha mọi người. Sáng nay em cũng đi trễ rồi, giờ này cũng 8 giờ mọi người, 8 giờ sáng rồi, nên tranh thủ thời gian em đi tìm ong nha mọi người. Cả nhà ơi, thì sáng em đi trong động thì không có mọi người, thì em chuyển qua khu khác, em đi cái đồi núi này nè mọi người. Xe em để thì nó tít bên kia, đi qua ngọn đồi này, qua thêm ngọn đồi nữa, nói chung là qua thêm ba ngọn đồi cho mọi người tạm mới tới xe em. Tại bên phía bên đó là có một cái lán mà người ta cũng chặt ra hết rồi, ta làm năng lượng mặt trời á mọi người, nên ở bên đó trống không có cây, nên em để xe bên đó em lội qua bên mấy ngọn núi nè, ba ngọn đồi núi này nè. Đó, em qua bên đây em dòng ở bên đó, dòng phía bên đó là nãy giờ là chưa có tổ nào nha mọi người ơi. Đó, em sẽ để cái luồng này em bao hết đây, em không quay qua dòng lại em về ra xe luôn nha mọi người, cho nãy giờ em đi là đuối lắm rồi, leo mấy ngọn đồi này nè. Cái đây không phải là đồi mà người ta gọi là núi luôn á mọi người, núi luôn á đó. Leo qua ba ngọn núi mới qua tới đây. Giờ em mệt quá, em ngồi em nghỉ mệt nè, ăn cái mát này nè mọi người ơi. Sáng giờ là chưa có tổ nào hết, trống rỗng luôn mọi người, buồn thiệt chứ. Rồi em tạm thời nghỉ mệt một chút xíu rồi em đi tiếp nha mọi người. Nếu gặp tổ ong nào em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây khô mà nắng nữa mọi người, hy vọng là đi cành gì đây, có thanh long nè, hy vọng là sẽ gặp tổ ong nha mọi người. Không nữa là hôm nay em lại đi về không, ngày nào cũng về không, nghĩa là chắc em không có tiền đổ xăng mọi người ơi, chứ ngày nào cũng ba bốn chục tiền xăng mà không có tổ ong hết. Phải có ong em mới có mặt em bán, em mới có được tiền xăng em đổ xăng em đi tiếp mọi người ơi, không có là không thua luôn, không có là tiền xăng không có để đổ để đi nữa mọi người. Nếu đi vài ngày nữa mà không có ong nữa chắc em kiếm gì khác em làm, em kiếm tiền để đổ xăng đi bắt á mọi người. Thôi ngồi nghỉ mệt xíu rồi em đi tiếp nha. Đây này mọi người, em đứng nè ở chính giữa cái lán này mọi người, thông xung quanh là núi không mọi người. Đấy, núi không, núi cao đó. Ở phía xa phía đây là năng lượng điện mọi người, năng lượng điện mặt trời mọi người, nó bao quanh là núi không. Dừng như thế này mà em đi không gặp một tổ nào luôn mọi người ơi. Đuối nãy giờ em quá đuối rồi, xe để bên kia em lội qua bên đây, nó lội qua thăm ngoài xuống bên đó luôn, nhưng đó cũng có lén nữa, lội qua tuốt đó. Bây giờ em lội ngược về đây lại. Em đứng ở chính giữa bao quanh núi không, thì em tiếp tục đi hướng này nha mọi người, hướng thẳng xuống nó, rồi em cua lên ngọn đồi đây, ngọn đồi trước mặt này mọi người, em cua băng qua ngọn đồi đó, và qua khỏi ngọn đồi đó là em đi xuống nữa là mới tới cái xe của em nha mọi người. Chắc là xa luôn, xe em để xa lắm mọi người, mà em đi sớm giờ không gặp tổ nào luôn, quá mệt rồi mọi người ơi. Video này nếu mà không có em đăng lên mọi người xem, mọi người cũng thông cảm cho em nha, tại vì em cũng chia sẻ cái hành trình mà những lúc mà đi không có ong á mọi người, em sẽ đăng lên cho mọi người xem. Chứ mọi người hay xem những lúc mà cái video đăng lên toàn gặp ong á mọi người, những các anh đồng nghiệp khác cũng vậy, thì lúc mà đi bắt ong á thì gặp ong á, thì có ong thì người ta mới đăng lên, nhưng mà mọi người chưa có xem những cái clip mà các anh em đồng nghiệp cũng như em nè đi bắt ong trong ngày đó mà không gặp tổ nào á mọi người, đi về không á, thì mọi người chưa có thấy cái clip đó nha mọi người, tại vì không có ai đăng lên những clip như vậy á. Còn thì người ta đi á gặp ong á, có ong ra mới có clip để đăng. Còn đây bây giờ em sẽ đăng luôn.
chỉ đăng những cái lúc mà đi không có gặp ông á mọi người, đi nguyên ngày mà không gặp ông á, là em sẽ đăng lên cho mọi người thấy rõ hiểu được cái nghề bắt ong ruồi nha mọi người. Nó không mọi người họ hiểu lầm là kêu đi gặp ong nhiều không à, chứ không có nghĩ đến là cái trong ngày đó đi không gặp ong nha mọi người. Cũng như em ấy, cũng như các anh em đồng nghiệp khác mọi người, anh em đồng nghiệp khác cũng như em thôi, cũng có lúc có ong, cũng có lúc không có ong, cũng đi không về như như em nè mọi người. Thôi em tiếp tục, em đi đi hướng này rồi em đi nhọn nhọn ra xe luôn nha mọi người. Nếu mà trong thời gian nhọn đó ra xe thì gặp tuần nào thì em sẽ quay cho mọi người xem nha, không có thì em cũng xin phép đi về luôn nha mọi người. Đây em cũng tới xe nè, em chuẩn bị đi về nha mọi người. Hôm nay thì một ngày em đi bắt ong rồi thì không gặp chỗ nào nha mọi người ơi, đi quá xa mọi người. Cái đồi trước mặt mình là em băng tuốt thẳm vào đó luôn, không gặp nha mọi người. Giờ em quay lại xe nè, rồi em chạy xe đi về nha. Hẹn mọi người ở clip bắt ong lần sau của em nha. Tạm biệt mọi người, bye bye. Thấy một tổ nằm sát đường là mọi người, thì em đang chạy xe đi trên đường về xem để dưới kia, thì em dòm dòm thấy tổ ong luôn. Chỗ mọc ngon nha mọi người. Cái ít à, mọc chắc là ngon lắm. Rồi, tiếp tục đi nha mọi người.